Trước việc hạm đội Nam Hải Trung Quốc ngày 16 tháng 9 cho biết vận tải cơ Y-20 đã tới đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đưa binh sĩ đồn trú trái phép tại đây về đất liền. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam luôn theo dõi mọi diễn biến trên biển và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Trả lời phóng viên về việc Trung Quốc điều vận tải cơ Y-20 tới Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định hoạt động này của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Hoạt động này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, trái với thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, gia tăng quân sự hóa, đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông hiện nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển. Trước đó, tài khoản mạng xã hội của hạm đội Nam Hải Trung Quốc ngày 16 tháng 9 cho biết vận tải cơ Y-20 đã tới đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đưa binh sĩ đồn trú trái phép tại đây về đất liền. Cả ba đá trên đều thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ và bồi đắp xây dựng trái phép. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận việc máy bay Y-20 xuất hiện ở Trường Sa. Y-20 là loại máy bay vận tải quân sự cỡ lớn với tải trọng khoảng 60 tấn. Dự kiến đến tháng 11 tới thì thành phố Hà Nội sẽ tiêm bao phủ mũi 2 trên cơ sở vaccine được phân bổ, ưu tiên tiêm cho người già, người có bệnh nền và phụ nữ mang thai và xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em. Đây là một trong những nội dung được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chia sẻ tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 diễn ra vào sáng nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết là tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2021, toàn thành phố đã tiêm được trên 6,3 triệu mũi cho người dân trên 18 tuổi, trong đó đạt gần 95% dân số trên 18 tuổi, đạt gần 12% mũi 2 trong tổng dân số. Còn lại chủ yếu là đối tượng không được chỉ định tiêm sau khi khám sàng lọc. Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, quyết tâm bảo vệ an toàn cho thủ đô, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp. Về một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch điều hành kinh tế xã hội theo hai kịch bản trong quý 3 và quý 4. Tuy nhiên sẽ phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là quý 4 năm 2021 đạt tăng trưởng 6,98% và cả năm 2021 đạt 4,54%. Cùng với những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về tín dụng, thuế, thị trường, nhân lực, kết nối cung cầu và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch giảm dần các khu cách ly tập trung, sắp xếp lại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 và đây cũng là những kế hoạch điều trị của thành phố sau ngày 30 tháng 9. Tính tới ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.400 người nhiễm COVID-19. Trong đó, có hơn 2.174 bệnh nhân nặng cần thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Số lượng bệnh nhân mỗi ngày xuất viện một tăng, thành phố liên tiếp không ghi nhận những chùm ca lây nhiễm mới. Chính vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán giảm dần các khu cách ly tập trung, khu ký túc xá sau ngày 30 tháng 9. Thật ra thì chủ trương hiện nay của thành phố là tất cả các trường hợp F0 nếu đủ điều kiện được chăm sóc thì có thể cách ly, thì có thể nên cách ly tại nhà. Và một trong những cái như đã nhiều lần trình bày, trong hai chiến lược điều trị sắp tới của Thành phố Hồ Chí Minh đối với lại COVID là đẩy mạnh việc chăm sóc F0 tại nhà, tại cộng đồng và củng cố hệ thống điều trị để làm sao trong thời gian tới chúng ta có thể sống chung với lại virus SARS-CoV-2 và không để xảy ra những tình trạng bệnh nặng cũng như là tử vong nhiều. Trước mắt, từ nay tới ngày 30 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm việc chuyển đổi bệnh viện tại một số địa phương như quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ. Với việc chuyển đổi này, tháp 3 tầng điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những thay đổi ở tầng thứ 2 và theo các chuyên gia thì sự thay đổi này là hợp lý. Bệnh viện dã chiến sẽ được đóng một cách từ từ nếu số bệnh nó giảm dần và chúng ta cũng không cần thiết phải đóng ngay. Tuy nhiên,
cái mà các bệnh viện phải làm ngay trước khi, phải tiến hành triển khai ngay trước khi chúng ta nới lỏng, đó là tất cả bệnh viện đều phải nhân đôi ICU lên và mở rộng ICU ra, cả về nguồn nhân lực lẫn vật lực, có nghĩa là trang thiết bị máy móc và máy thở. Và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cần phải lưu ý tới cái điều này. Với xu hướng giảm dần tầng điều trị tại các bệnh viện thì việc điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào lực lượng quản lý điều trị F0 tại nhà, củng cố hệ thống điều trị để không xảy ra tình trạng chuyển nặng và tử vong nhiều. Thưa quý vị, 3 tuần sau ngày khai giảng năm học mới, hiện cả nước có 25 tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, có 14 tỉnh kết hợp vừa dạy học trực tiếp vừa dạy học trực tuyến qua truyền hình. Còn 24 tỉnh thành phố vẫn phải dạy học hoàn toàn trực tuyến qua truyền hình để phòng chống dịch COVID-19. Dù các trường và đội ngũ giáo viên có nhiều sáng tạo trong dạy học trực tuyến, tuy nhiên thì áp lực đối với đội ngũ thầy cô giáo là không tránh khỏi. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận và chia sẻ với các thầy cô về vấn đề này như thế nào? Phóng viên VTC1 đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Thưa Thứ trưởng, có một thực tế ghi nhận đó là việc dạy và học trực tuyến vất vả. Nếu như học sinh vất vả một thì người giáo viên vất vả rất nhiều lần. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận thực tế này như thế nào? Nhất là khi việc học trực tuyến có thể kéo dài trong nhiều tháng là gánh nặng khiến nhiều giáo viên lo lắng. Khó khăn lớn nhất có khi là việc xây dựng các kịch bản dạy học trực tuyến nó phù hợp, hấp dẫn, thu hút được các cái sự tham gia học tập của các em. Cho nên cái điều này thì Bộ cũng đã nhận thấy. Tuy vậy thì trong 2 năm vừa qua thì các trường cũng đã rất là nỗ lực cố gắng để mà tổ chức xây dựng cái việc dạy và học để mà đáp ứng được với yêu cầu hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những cái đề xuất cũng như sẽ có những cái giải pháp như thế nào để giảm bớt cái gánh nặng cho giáo viên khi dạy học trực tuyến? Việc ban hành cái chương trình tinh gọn để làm thế nào đó dạy học cho học sinh vừa sức, đảm bảo những kiến thức cốt lõi, nền tảng, giúp cho các em có thể tiếp thu được kiến thức mới tốt nhất. Bộ đã cùng tham mưu chính phủ để phát động một cái phong trào ủng hộ máy tính sóng và máy tính cho em. Đây là cái phong trào để giúp cho các em học sinh, tất cả các em học sinh đều có máy tính, đảm bảo sự công bằng trong giáo dục. Xây dựng các cái kho học liệu điện tử, các cái video bài giảng để có thể dạy học trực tuyến cũng như là dạy học trên truyền hình. Nhưng mà đặc biệt đó là việc xây dựng cái tài liệu hướng dẫn và tập huấn cho những giáo viên về phương pháp dạy học trực tuyến, về các kỹ năng, rồi các kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm, rồi trang bị các cái kiến thức cho các thầy cô giáo để các thầy cô giáo đủ năng lực để dạy học trực tuyến và cũng có những cái phương pháp để mà ứng xử các cái tình huống trong quá trình dạy học. Còn với những giáo viên mà phải dạy học sinh lớp 1 học trực tuyến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có cái hướng dẫn đối với việc dạy và học lớp 1 này như thế nào? Bộ cũng đã đưa ra cái quan điểm là cố gắng lấy dạy học trên truyền hình là cái chủ đạo. Thế còn lại trực tuyến thì là hỗ trợ để giúp cho giáo viên, cho học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Thế và vì vậy thì có sự phối hợp chặt chẽ với cả gia đình, bố mẹ, phụ huynh để tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các em. Đối với những giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID về thu nhập, thậm chí là có những giáo viên mất việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những cái hướng hỗ trợ đối với các đối tượng này như thế nào? Là Bộ đã rà soát, đánh giá cái tác động để tham mưu với chính phủ là hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mà tự chủ tài chính hoặc là tự chủ chi thường xuyên hoặc là chi đầu tư, và cho những người lao động mà bị mất việc hoặc những giáo viên ở các trường mầm non, trường phổ thông. Việc thứ hai là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có công văn đề nghị với Ủy ban các tỉnh thành phố quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi cho giáo viên khắc phục những khó khăn để có thể quay trở lại trường học. Một câu hỏi được dư luận và rất nhiều phụ huynh quan tâm đó là khi nào thì học sinh có thể trở lại trường học trực tiếp? Không phải 16, không phải chỉ thị 15, mà nếu là chỉ thị 19 thì lúc đó là an toàn. Và chúng tôi cũng đã ban hành các tiêu chí của một trường an toàn, và chỉ khi nào an toàn thì các em học sinh mới đến trường, và học sinh đã đến trường thì phải đảm bảo an toàn. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn.